Vâng, xin giới thiệu các bác một mẫu loa cổ của Đan Mạch. Trông qua đôi loa này thì nó có hình dáng bề ngoài giống loa AR của Mỹ. Thùng gỗ lạ. Đôi loa này có kích thước nhỏ thôi, nó không to đâu. Để tôi đo kích thước bác xem. Loa có kích thước bề ngang là 29cm, bề sâu là 25, bề cao là 50. Một đôi loa nhỏ xinh, loa cổ của Đan Mạch. Tôi mở cái càng bác xem. Loa cổ nó cũng làm kiểu cổ. Trên loa thì có loa bass 20. Loa này bass 22. Khi vào lĩnh rồi lành xa khỏi ngày nào còn cô gian dối. Tôi mãi chưa quên lời. Dạ, xin lỗi, bass 25. Loa bass 25. Thùng gỗ lạ. Thùng gỗ lạ 325. Tôi quay mặt sau bác xem. Đằng sau vẫn còn tem cờ đầy đủ. Loa Dinaco của Đan Mạch, một hãng loa cực kỳ nổi tiếng của Đan Mạch luôn. Nó làm cổ của dạng thủ công. Tôi quay rõ cho bác xem. Quay rõ cái tem cờ cho bác xem. Loa này có mã là A25X. Tôi bán với giá là 10 triệu đồng đôi loa này. Loa cổ Đan Mạch. Trọng lượng là 9kg. Đây nó có đo thông số chiều cao là 50, 29, 25. Giống như nãy tôi đo. Công suất 90W, 35-90W. Độ nhạy decibel 96, 8 ohm. Đôi loa có kiểu dáng cổ điển, thùng vuông vức, thùng gỗ lạ. Tôi quay lại mặt trước rồi mở nhạc cho bác nghe. Nhìn qua thì nếu không nhìn tem mác các bác sẽ tưởng nhầm là loa AR. Loa còn nguyên zin. Bát nhìn như kiểu bát bánh bò. Gân là gân cao su, còn màng giấy. Tép đo. Khi vào lĩnh rồi lành xa khổ vui, ngày nào toàn có gian dối. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi, mà lòng người thường hay thay đổi. Đời linh còn nghĩ gì, ước mơ làm chi, một lần buồn chưa bối xóa. Quê cũ ghi bao tình, tôi mến đêm trăng rằm, mọc ngày hiền hòa bên. Đôi loa tiếng cực hay luôn. Đôi loa này thì nó có thương hiệu trên thị trường rồi. Bác cứ gõ loa Đan Mạch A25X Dinaco. Tiếng trống rất sâu, các giải âm rõ ràng. Tôi đang ghép với một cái âm ly đề nông 4 la mã. Một cái âm ly này rất dễ ghép loa. Đêm ra lạnh bỗng nghe âm một tình thương trong tim. Loa nhỏ như tiếng rất là chi tiết. Con gái đông về đàn áo ấm ra xa trường, ước mơ
trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn áo một vầng trăng. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tôi xin nhắc lại, đôi loa này tôi bán giá 10 triệu đồng, hàng ship đi toàn quốc và các bác có thể đến nơi tận nơi mua. Đôi loa này là loa cổ nổi tiếng của Đan Mạch luôn, nhỏ xinh thôi, không phải quá to, cao 50, bề ngang là 30, bề sâu 25. Xin cảm ơn các bác theo dõi.